Thế nào, trứng gà thì bác có ngon không? Dạ ngon bác ạ. Gà mới đẻ mà đấy. Vâng ạ. Bác ơi, bác cho hai chị em cháu chịu. Cái gì? Dạ. Sáng chưa mở hàng chịu. Thì bác thấy đấy, hai chị em cháu từ sáng giờ có bán được gì đâu. Thôi bác cho cháu chịu, chiều cháu quay lại nhá. Bác nhá. Thôi, đi em. Đi. Chiều nhớ quay lại trả đấy nhá. Bố ạ. Ra phải đánh tiếng đi chứ đệ. Mà này, sao mà mặt mũi dầu dĩ thế? Con khổ quá bố ạ. Làm sao mà khổ? Thì đấy, vợ con suốt ngày nó cứ ghen tuông bố ạ. Mà bố biết, cả cái làng này con nổi tiếng là coi như là hiền lành ngoan ngoãn. Thế mà vợ con nó cứ suốt ngày nó hành hạ con. Nó hành thế nào? Có cái chuyện gì đâu. Cái con hến hàng xóm ấy bố ạ. Ừ. Nó mua được ít cua. Ừ. Nó sang nó mượn cái cối. Ừ. Thế con lại đưa cho nó cái chày. Thế mà vợ con lại tưởng là con gian díu gì với nó. Rõ ràng là gì nữa. Nó hỏi mượn cối mà phải đưa chày. Nó bảo sao nó chẳng nghĩ. Thì con nhầm. Làm gì đến nỗi mà vợ con lại ghen bóng ghen gió như thế. Lần sau cái đầu óc nó phải thông minh ấy chứ. Mượn cối là đưa cối, đưa cá chày đấy, làm sao mà vợ nó chả hiểu sai. Tóm lại xong thế nào? Thế đấy thì nó ghen tuông, nó tưởng con có cái chuyện gì với con kia, thế là nó đánh con trận. Tất cả là tại anh hết. Nếu mà là vợ tao, tao đánh nó hỏng người luôn. Mà cũng tại bố ấy. Sao tại bố? Bố lại cho nó đi học võ từ bé thôi. Đấy bây giờ nó thà không đánh con thôi, làm sao mà con dám đánh nó. Bố cho nó học võ để nó có sức khỏe. Nhá, để nó hộ thân nó. Chứ không phải để đánh chồng. Tóm lại không biết cách nào dạy à? Đúng rồi, con làm sao biết cách nào nữa. Bây giờ vợ con thế thì... Bây giờ bố sẽ mách cho con nhá. Dạ. Bây giờ nó giỏi võ, nó khỏe hơn con. Con không đánh được nó. Rồi thì chờ cái lúc gà lên chuồng ấy. Làm gì ạ? Lúc nó không đề phòng con thì không. Con cứ đánh cho nó một trận cho bố nhá. Rồi. Nhưng mà nhớ đánh nhẹ tay thôi. Tức là đợi cái lúc mà nhá anh em trời. Ừ. Vợ con nó không để ý là con đánh nó. Ừ. Rồi đi về đi. Ôi nhưng mà bố ơi, thế nhưng mà hôm nào bố cũng tranh thủ bố sang bố nói đỡ cho con vài câu nhá. Rồi, các anh không phải lo. Thế con về nha bố nhá. Rồi thì về đi. Ôi, anh con rể chán quá cơ. Chào bác ạ. Mà này. Dạ. Tôi không bán chịu nữa đâu nhá. Bác yên tâm có tiền. Thế vâng. Ngồi. Dạ. Ngồi xuống đi. Ăn trứng tiếp phải dạ, không? Dạ, vâng ạ. Đây, bánh này, bánh mới hết đấy. Này. Em. Đấy. Bác cho con xin ăn nước. Nhài ơi! Nhài! Dạ! Ra thầy bảo này. Dạ, vâng ạ. Ngoan nhá, chờ mẹ. Làm gì đây? Ôi, thầy à? Con đang ru thằng cu nó ngủ. À. Thầy mới sang ạ. Thầy sang có chuyện nói với con đây. Dạ con nghe ạ. Cái việc vợ chồng con ấy nhá. Cái thằng chồng con là một cái thằng rất là hiền lành, ngoan ngoãn, tử tế. Chính vì thế thầy mới gả con cho nó nhá. Có cái điều gì không nên không phải ấy. Bà nó nhẹ nhàng cứ nó cứ kêu than mày tẩn nó ruột ấy. Mà này, ngày xưa thầy cho mày đi học võ là để rèn luyện sức khỏe, cái thế là bảo vệ thân thể mày nhá, chứ không phải là cho mày học võ để mày đánh chồng. Khổ quá thầy ơi, thầy mắng oan con rồi, con nào đâu có muốn thế đâu. Nhưng mà thầy không biết đấy thôi, dạo gần đây cái ông con rể của thầy lại đổ đốn, lại rượu chè say xỉn, mà chớm có biểu hiện một cái là con phải xử lý ngay, con phải tẩn cho đến nơi đến chốn, vào đường vào lối, có đúng không thầy? Không là sau này á, rồi á nhậu nhẹt say xỉn xong á, chả giúp đỡ được con cái gì, rồi là mọi công to việc lớn lại đổ lên vai con gái thầy đây này, có đúng không ạ? Mà hôm vừa rồi nhá, con thấy là cho con hến hàng xóm mượn cái chày, mà nhà có một cái chày cho đi mượn, thế thì con dã bằng gì? Thì khổ quá thì hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, cho nó mượn một lần thì nghỉ buổi đi, thế thì làm sao mà mày? Thế nó cần dã thì con lại không cần dã à? Thầy buồn cười thật đấy. Thói đâu cứ lấy hết đồ đạc trong nhà rồi đã đem cho mượn, không hỏi vợ một câu nào cả. Thế đến khi con bếp núc, con nấu nướng, con cần thì con không có cái giã.
Thế thầy bảo là có vô ý không? Lần sau ấy, hàng xóm rồi nó sang mượn chảy mượn cối ấy, để nó giã cua thì con ăn cái món khác đi. Thầy bảo là có mỗi mình nó có cua, con không có cua. Ôi tôi chết. Nói to quá đấy, tôi dậy rồi. Thôi thằng cu nó dậy rồi, thế ông vào dỗ cháu giúp con nhá. Con đi xuống con cơm nước, thầy hôm nay ở lại ăn với con bữa cơm nhá. Ông đây. Ôi đây. Đang nằm. Quả này thì mày chết đi không? Ôi trời, đau quá. Từ giờ nhá, đừng hòng bắt nạt tôi nhá. Đây, cơm canh xong cả rồi đây. Ăn cơm ăn. Ôi, Mình về rồi đấy à? Mình ơi. Mình mới về đấy à? Mình ơi, anh xin mình. Thôi, cái vụ chảy cái gì, thôi em biết rồi, bây giờ á, cứ cho mượn thoải mái đi. Khi nào mà em cần thì lại mang chảy về cho em. Không, cái không phải vụ đấy, mà... Rồi, em biết rồi, từ bây giờ trở đi, em không đánh mình nữa đâu. Không, mà là anh vừa đánh mình ở trong nhà. Đánh em? Mình mà lại dám đánh em, này, người ta đầu tắt mặt tối ở dưới bếp kia kìa. Đây này, cơm ngon, canh ngọt cho chồng cho con đây này. Thế từ nãy giờ là mình ở dưới bếp à? Vâng. Thế ai ở trong kia? Mà tiểu này mất sắc. Anh về nhá. Mất sắc không lại cố gần. Lần sau anh lại đến nhá. Yên tâm, lần sau anh lại ngon. Anh cho sắc mấy hào nhá. Yên tâm. Lần sau anh lại đến nhá. Sắc này về với sắc kia đi, không lại thành dấu hỏi đi. Về đi. Em chờ quà. Bạn ơi. Ơi. Nó lại thế này à? Trời ơi, sắc. Lần này là lần thứ ba. Nhớ rồi. Anh gửi nhé. Dạ, em xin ạ. Về nhé. Chào anh. Bạn ơi, lần sau không làm thế nhé. Tớ nhớ rồi. Hôm nay tiểu sắc thế là vui rồi. Quá vui. Nhá, chào bạn nhé. Bạn khoan cho bạn. Hay là bạn cho tớ qua nhà ngủ nhờ. Ôi, qua nào được, là nhà tớ có lệch rồi. Nhá. Mà nhà mình thì sao bạn lại không về? Nhà là nơi để về. Tớ biết rồi, thế nhưng mà thật sự là tớ không dám về. Sao lại không dám về? Bạn biết hoàn cảnh của tớ rồi đấy. Phận làm rể mà. Đấy, chân yếu tay mềm. Mà cái quả vợ của tớ bạn cũng biết rồi đấy. Nó lại phải số 1 vợ. Thì tất nhiên, chính vì tớ coi nó là số 1 cho nên là tớ lại càng không dám về. Thế này. Bạn có biết không? Vợ tớ nổi tiếng trong cái làng này là nó đánh chồng. Mà nó lại học võ từ bé. Đây. Bạn nhìn đi. Đây. Thế hậu sao quả lại, đây này. Đến nông nỗi này. Đau thương lắm bạn ạ. Thế bạn kể xem là như thế nào? Chuyện nó là như thế này. Không? Như nào? Thế chuyện nó là... Nó là cây xoài kìa. Chưa hồi tưởng à? Tớ kể lại này. Bạn nhìn theo tớ nhé. Rồi. Thế nào? Chuyện này là chỗ bóng đêm kìa. Thôi được rồi. Bây giờ bạn nhìn lần nữa nhé. Tớ chuyển hướng. Nhài ơi!
Nhi. Dạ. Ra thầy bảo này. Dạ vâng ạ. Ngoan nhá, chờ mẹ. Làm gì đây? Thầy à, con đang ru thằng cu nó ngủ. Thầy mới sang ạ. Thầy sang có chuyện nói với con đây. Dạ con nghe. Cái việc vợ chồng con ấy nhá, cái thằng chồng con là một cái thằng rất là hiền lành, ngoan ngoãn, tử tế. Chính vì thế thầy mới gả con cho nó nhá. Có cái điều gì không nên không phải bảo ba nó nhẹ nhàng, cứ nó cứ kêu than mày tẩn nó suốt ấy. Mà này, ngày xưa thầy cho mày đi học võ là để rèn luyện sức khỏe, cái thế là bảo vệ thân thể mày nhá, chứ không phải là cho mày học võ để mày đánh chồng. Khổ quá thầy ơi, thầy mắng oan con rồi ạ. Con nào đâu có muốn thế đâu. Nhưng mà thầy không biết đấy thôi. Dạo gần đây ý, cái ông con rể của thầy lại đổ đốn, lại rượu chè, say xỉn. Mà chớm có biểu hiện một cái là con phải xử lý ngay. Con phải tẩn cho đến nơi đến chốn, vào đường vào lối, có đúng không thầy? Không là sau này á, rồi á, nhậu nhẹt say xỉn xong á, chả giúp đỡ được con cái gì, rồi là mọi công to việc lớn lại đổ lên vai con gái thầy đây này, có đúng không ạ? Mà hôm vừa rồi nhá, con thấy là cho con hến hàng xóm mượn cái chày, mà nhà có một cái chày cho đi mượn, thế thì con giã bằng gì? Thì khổ quá thì hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, cho nó mượn một lần thì nghỉ buổi đi thì làm sao mà mày? Thế nó cần giã thì con lại không cần giã à? Thầy buồn cười thật đấy. Thói đâu cứ lấy hết đồ đạc trong nhà rồi đã đem cho mượn, không hỏi vợ một câu nào cả. Thế đến khi con bếp núc, con nấu nướng, con cần thì con không có cái giã. Thế thầy bảo là có vô ý không? Lần sau ấy, hàng xóm mà nó sang mượn chày mượn cối ấy, để nó giã cua thì con ăn cái món khác đi. Thế thầy bảo là có mỗi mình nó có cua, con không có cua. Ôi thôi chết. Nói to quá đấy, dậy rồi. Thôi thằng cu nó dậy rồi. Thế ông vào, ông vào ông dỗ cháu giúp con nhá. Con đi xuống, con đi xuống con cơm nước. Thầy hôm nay ở lại ăn với con bữa cơm nhá. Ông đây. Ôi giời, ông đây. Ôi đây. Đang nằm. Nằm. Úi dồi. Đúng là học võ từ bé. Đụng đầu hết cả tay. Úi dồi, đau quá. Từ giờ nhá, đừng hòng bắt nạt tôi nhá. Đây, cơm canh xong cả rồi đây. Ôi, Minh. Ôi. Mình đây à? Mình mới về à? Mình, anh xin mình. À, cái vụ cho mượn chày gì, mình cứ cho người ta mượn thoải mái đi. Khi nào mà em cần thì mình lại mang về cho em. Không phải chuyện đấy, mà là cái chuyện anh đánh anh. À, rồi em biết rồi. Từ bây giờ trở đi em không đánh mình nữa đâu. Không, mà là anh vừa đánh mình ở trong nhà. Đánh em? Mình mà lại dám đánh em? Này, người ta đầu tắt mặt tối ở dưới bếp kia kìa. Đây này, cơm ngon canh ngọt cho chồng cho con đây này. Thế từ nãy giờ là mình ở dưới bếp à? Vâng. Thế ai ở trong kia? Thì... bố mày. Bố. Bố. Bố ơi, sao hóa ra từ nãy giờ là bố nằm ở trong kia à? Thế mà con cứ tưởng. Hả? Tưởng cái gì? Bố đã bảo con rồi, đánh thì nó nhẹ nhẹ cái tay thôi. Mày đấm bố mày còn tím mắt như thế này mà vợ mày thì có phải nổ con ngươi ra không? Bố tôi à? Ông Minh ơi, Minh ơi. Đứng lại cho tôi. Anh đứng lại. Đứng lại ngay. Anh chết cho tôi. Đau thế. Ôi giời ơi. Cái con cũng bị đau à? Vâng. Ông ơi, ngày nào cũng thế này. Thôi,
cháu mình ăn cơm đi. Con ăn thịt gà đi. Vâng. Đấy, bạn thấy không? Câu chuyện hồi tưởng mỏi cổ quá. Ừ, nhưng mà nó khổ không? Quá khổ luôn đây này. Nhưng tại sao lại nhầm lẫn như thế được? Thế thì nó mới nên chuyện như vậy. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cách nhá bạn nhá. Có cách á? Ừ. Thế bạn có cách gì không? Bạn có cái mưu gì không bạn? Bạn có mưu nhưng mà cái chỗ này là vừa rồi là 3 lần rồi. À. Nên là nó khó có mưu. Khổ quá, tớ nhớ rồi. Thế biết tổng cộng là tớ nợ bạn bao tiền? Tổng cộng 3 lần là 4 hào. 4 hào gì? Yên tâm. Bạn yên tâm, đúng chiều ngày mai nhá. Chiều ngày mai. Bạn cho tớ vay thêm hào nữa. Cho nó tròn 5 hào, tớ trả có thể. Đó. Nhớ ấy. Nhưng mà này, cái quan trọng là bây giờ bạn phải nghĩ cách giúp tớ đi. Bây giờ rất đơn giản thôi. Cái vụ vợ tớ nhà nhau. Rồi, mình phải dùng rất nhiều cái giác. Giác. Đầu tiên là phân biệt bằng mồm khẩu giác. Khẩu giác, khẩu giác. Khẩu giác là như nào? Tức là để phát hiện ra là bố vợ và vợ thì bạn chỉ cần gọi một câu thì tiếng đàn ông và đàn bà nó âm vực hoàn toàn khác nhau. Ủa, thôi bạn ơi, bạn bỏ ngay cái cách đầu tiên này cho tớ đi. Ừ. Như thế là chết tớ à? Tớ nói thật bạn nhá, bây giờ tớ về nhà. Nếu mà may cho tớ ấy, thì vợ tớ đang ngủ. Thì nó không biết. Nếu bây giờ tớ về mà nó đang ngủ ngon trong tớ lại gọi nó thì có mà nó lại vả cho vài phát nữa vào mồm thì chết rồi. Thôi bỏ luôn cái cách đầu tiên đi. Khẩu giác không được thì mình dùng cách thứ hai là thị giác. Mà nếu thị giác không được thì mình dùng tam giác. Tứ giác. Thôi bây giờ cứ cách thứ hai đi, thị giác đi, là như nào? Thị giác là như này nhá. Là bố vợ của bạn là có bao giờ lại mặc váy và yếm không? Thì tất nhiên đàn ông ai lại mặc váy yếm đâu có gì. Thì chính xác, cho nên bạn phải dùng thị giác tức là mắt. Bạn về bạn nhìn ở trên giường, nếu thấy người nằm trên giường mặc váy và yếm là vụt luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Tức là mình phân biệt đúng không? Đúng. Cứ thấy váy yếm rồi mấn đầu cái thứ là nhảy vào vụt. Vụt thật lực luôn. Vào đây là mình phải trả thù, đây nó là cơ hội. Đúng rồi. Hay. Hay không? Cảm ơn bạn. Cố gắng. Cảm ơn bạn. Năm hào. Rồi, tiền ông yên tâm nhá. Nha. Tôi cảm ơn bạn nhá. Để tớ về tớ thực tế luôn. Thực tế vụt. Nha. Tiểu sắc và vụt. Chào bạn nhá. Rồi. Tớ về đây. Tiểu sắc vụt. Đây vụt. Đây rồi. Vẫn cái váy yếm đấy. Vẫn cái mấn đầu đấy. Lần này thì làm sao mà trượt được hả em? Úi dồi ôi, khá là đau tay. Không hiểu xương cái kiểu gì mà cứng thế đấy. Lần này nhá, có mà nằm bẹp dí cả tuần. Úi dồi ôi, xít nữa chở chân ngã đi này. Mình à, mình về từ lúc nào đấy? Không ra gánh nước đỡ em đi. Ướt hết cả người rồi. Tôi không tin. Tất cả chỉ là ảo giác. Tôi không tin. Này, làm sao đấy? Em mà. Rõ ràng là cái yếm, cái mấn đầu đấy. Này, anh nhá, anh đừng có nói với tôi là anh lại vừa đi uống rượu về nhá. Tôi vừa đi gánh nước về nhá. Không giúp vợ con được ngày nào cả. Tôi không tin. Rõ ràng là cái váy yếm này, cái mấn đầu này, làm sao mà trượt được. Đúng, không trượt phát nào con ạ. Tôi không tin. Mình. Ôi, bố. Tôi không tin. Ảo giác. Okay. Mình. Bố ơi, sao mặt mũi bố lại thế kia? Mà sao bố lại mặc thế này ạ? Sao lại mặc đồ của con? Đây. Mày thấy có lạ không? Tất cả là tại con mày ấy. Nó khóc nó nhớ mẹ. Bố dù mãi cũng không nên.
Thế là bố mới nghĩ ngay ra cái cách để mặc quần áo của con. Bố vào bố dỗ nó. Thế nó tưởng mẹ nó, thế nó nín luôn. Nó vừa nín xong cái thì nó vào nó đấm bố mình không chuột phát nào. À, thế là lại một lần nữa. Anh ấy đánh bố ạ? À? Chứ còn gì nữa. Lão kia, đúng lại. Lần này thì chết với tôi. Trời ơi, tôi giết ai? Thôi, tất cả là tại tao. Tại tao. Ôi trời ơi. Nhân gian lắm chuyện nực cười. Ai làm ta khóc mới là người dễ ngoan. Ôi trời, nhà mình lúc nào như Tết, cười suốt ngày. Cười cười đi khô hết cả mép vẫn cứ cười. Liễu ơi, ôi rồi tên con gái mình là Liễu, mỗi lần gọi nó là cứ ngọng hết cả miệng. Thúy Liễu ơi, đây con, đây con đây. Ôi dạ rồi. Con mời thầy xây nước ạ. Ôi trời ơi, con đây, con đây. Ôi trời, này đi lại đi, hướng con gái của thầy cứ thướn tha thướn thẹo, đi là cứ như là chuồn chuồn gặp bão đi kia. Thế bao giờ lấy được chồng? Bao giờ mới lấy được chồng? Thầy hỏi thầy ý, sao thầy lại hỏi con? Sao lại hỏi thầy? Thế con hỏi thầy này, bây giờ người ta đi kén rể, người ta muốn tìm người làm cho mình vui, làm cho mình cười. Thế đằng này thầy lại đi tìm người làm cho thầy khóc. Cả cái tổng này đã biết ra thầy đâu có bao giờ khóc đâu. Thế nó mới khó chứ, cả cái tổng này ai giàu bằng thầy. Đi đám ma thầy còn cười được, ai mà đến đây làm cho thầy khóc được. Con có mà ế đến giả. Thế thì nhà mình lúc nào cũng cười như Tết. Đây này, con này, khóc nó mới khó chứ cười thì dễ ợt. Thầy nói cho con biết nhá, những người mà người ta dễ khóc ấy, là những người đó tình cảm nhiều, mới có chiều sâu, con hiểu chưa? Này, những người đấy mới làm cho con vui, mới chăm sóc con khi nào đến cái tuổi xế chiều. Thầy nó lo trước rồi đấy. Thế hả thầy? Ừ, chứ con gì nữa. Thôi, giờ đi vào nhà đây. Khi nào có việc thầy gọi con ra nhá. Dạ. Ôi giời, xuống ngơ đời người. Có con gái cứng ngưng, xinh nhất cái tổng này. À đấy, cứ mình hơi tí là cười. Cười nhiều quá nó bảo mình là vô duyên. Mang thai thì rất khó rồi, sinh xong một cái là đi đời mẹ luôn. Ông ơi, ơi, con kể ông nghe một chuyện này thương tâm lắm ông ạ. Mày làm gì? Chưa chi mày vào nhà tao mày đã khóc. Thì cái câu chuyện thương tâm này, con cứ nghĩ đến một cái nó còn không cầm được nước mắt. Đấy, này, mày nghe đâu? Không nhưng tao cười. Đấy, mà gà nhà tao nó cũng cười đấy. Câu chuyện là thế này không ạ? Thế nào? Ngày xưa. Xưa. Úi dồi ôi, sao cái xưa của mày nó xa thế? Vâng, thế người ta gọi là xa xưa không ạ? Sao con kể chuyện buồn mà ông cứ cười thế ạ? À, thế người ta mới gọi là buồn cười. Vâng. Còn kể chuyện tiếp ạ. Ngày xưa ở trong một ngôi làng có một vợ chồng hiếm muộn. Ở một xóm nghèo có một gia đình đọc đinh 8 đời. Mà đến đời thứ 9, hai vợ chồng hiếm muộn mãi không sinh được con. Bình thường.
Nhưng rồi cầu điếc cũng có ngày ra quả. Điếc thì để nó điếc luôn thì ra quả làm gì. Cây khô cũng luôn có lúc nảy lá đâm chồi. Em mùa xuân nó đến rồi nảy lá. Và người vợ đã mang thai không ạ? Mang thai. Cả nhà mừng vui. Cả làng chào đón. Vui mừng thay cho vợ chồng họ. Rồi 9 tháng 10 ngày. Mang thai 9 tháng 10 ngày. Sinh con một cái là đi đời. Mẹ luôn. Ông bố cũng rất đau buồn. Thương tâm quá độ cũng đi luôn theo vợ. Thằng bé bơ vơ ông ạ. Thằng bé mà bị đọa đây bao nhiêu năm tháng là mày đó con. Cũng nhờ tao nuôi nấng bao ngày, hôm nay mày trở thành người khóc đám ma thuê. Nín. Câu chuyện ông cả thương tâm quá con không nín được. Thôi nín đi, từ nãy giờ tao phịa ra cái chuyện nên tao toàn bốc phét thôi. Ôi đây chuyện ông cứ phịa ra. Bố mẹ còn sống không? Bố mẹ còn sống cả, đúng rồi. Ôi đấy thì nãy giờ tao phịa chuyện rồi mà. Ôi ông làm con cứ thường thật đi. Con thường thường gặp. Này này. Mày kể cái chuyện nó thương tâm như thế mà mày kể nó chả có cái tí hồn cốt đâu cả. Mà tao nghe nó cứ lèo phèo phèo. Này, mày có biết cái nước súp, nước luộc trứng nó ngon như nào? Mày có thích uống không? Làm ông khóc khó thật đấy. Con kể chuyện cho ông khóc mà ông cứ cười con khóc luôn. Thôi. Mày đi về mà khóc thuê. Khóc không cẩn thận nó cho ra đê mà nằm. Anh Liễu ơi, thế là không lấy được em rồi. Thì anh đi về chứ còn ngồi làm chi. Ôi giời ơi, vô duyên, vô duyên thượng hạng này. Ôi giời, khó nhỉ. Đâu đứa nào? Đứa nào mà bảo là đố làm ông khóc? Đứa nào ở nhà này? Nhìn rõ mấy cái chữ này chưa? Lão à? Chính lão đúng không? Lão. Lão thách người ta là đố làm lão khóc đúng không? Mới gặp nhau gọi là lão. Có khi sau này ở cùng nhà với nhau gọi là thằng. Được đấy. Nói cho lão biết nhá. Cả cái làng cái tổng này nhá. Chưa có đứa nào gặp cái thằng này mà không khóc nhá. Ái dạ. Nhất là cái bọn trẻ con nhá. Mặt cái nhơn nhơn này. Được rồi. Ái à. Thế bây giờ tôi làm cho lão khóc được thì thế nào? Được rồi. Ngươi mà làm cho ta khóc thì ta gả con gái cho ngươi. Và cả cái gia sản này cho ngươi hết. Được. Con gái đâu? Con gái lão đâu? Gọi ra đây. Liễu ơi. Dạ. Dạ thầy vào. Dạ. Con đây ạ. Con đi. Mày gặp ông mà không chào. Mày không làm đấy ông mà không đánh nhá. Mày không làm. Này đây. Kêu con. Sao mày lại đánh con gái tao? Hả? Tôi thích đánh đấy. Đây là còn chưa lấy về nhá. Sau này lấy về còn táng nhiều hơn nhá. Mày. Thôi. Mày này. Thế tại sao tôi đánh con gái ông nãy giờ mà ông không xót à? Có, tôi xót lắm. Xót à? Có khóc không? Tôi chuẩn bị khóc đấy. Anh làm này thì tôi dễ khóc lắm. Rồi anh cho tôi mượn cái ba toang này. Rồi. Xong rồi anh sang anh gặp con gái tôi.
chưa biết đầu cua tay nheo nào, anh đã vụt con gái này. Tiên sư! Ai ơi! Ai ơi! Ai ơi! Ai ơi! Ôi ông! Mày gãy chân à? Ông cho con giải thích ạ. À. Thật ra là các cụ có câu là của đau con xót, nên là con cố tình con đánh con gái ông để mong ông xót ông khóc ạ. À. Chứ con không có ý gì đâu ạ. À. Con loại mất dạy như mày, con gái tao nó lấy được mày về ấy. Cái loại này, phàm phu tục tử như mày ấy, thì con gái tao đời, con gái tao có ra cái gì? Mày ai ơi mày? Ông cho mày triệt giống mày luôn nè. Ông cho mày triệt cái ông giống của mày. Mày này, mày biến khỏi nhà tao nhá. Ôi, hay đấy. Tịch thu của nó là cái ba toang. Cái này được đấy. Cái này đầu cáo chứ không phải đầu rồng. Ôi trời, khó nhỉ. Này con ạ, à, đấy. Kén rẻ cho con nó khó thế đấy. Người nào nó thực lòng nó yêu con, nó chăm sóc con, nó tốt với con đến hết đời thì cha mới yên tâm. Ôi. Thầy cứ như thế này thì bao giờ con mới lấy được chồng? Cứ để từ từ thì thầy sẽ tuyển tiếp chứ đi. Thôi, đi vào xem cơm nước cái nào đi. Đầu sư tử mà nhìn kỹ ra nó trông hơi giống cái đầu cóc. Xin chào thầy ạ. Này, tao cả ngày cười rồi, cười cười đến thắt cả ruột rồi. Thế mày sang đây mày gặp tao mày cười luôn rồi. Lại cười. Dạ thưa thầy, con cười là cười hai cái thằng nó vào đây nó kén rẻ của thầy. Việc của nó lại làm cho thầy khóc. Thế mà hai thằng nó lại khóc nức khóc nở, nó chạy ra ngoài. Con cười là cười cái đấy. Khóc người hôm nay, mai người lại khóc mày. Người ta bảo là cười người hôm nay, ngày mai người cười. Để khóc với cười thế. Thì mày vẫn cứ cười. Dạ ôi vâng. Mà cái nhiệm vụ chính của mày là làm cho tao khóc mới lấy được con gái tao, chứ sao mày vẫn cười thế? Dạ thưa thầy, con lại có cái bệnh lạ. Bệnh gì? Khác cười. À. Là con cứ... cứ cười thôi. Này thằng kia. Dạ. Sao mày cứ ôm khư cái gì ở trong bụng đấy hả? Dạ, dạ thưa thầy, là các cụ bảo là cười nhiều thì rụng rốn. Cho nên con cứ phải giữ hai cái tay ở trong rốn thế này để con cười nó đỡ rụng rốn rồi con ra. Cười rụng rốn đã quá rồi. Thế mày là cười rụng rồi rốn thế này. Trên đời tao thấy mày số 1. Cho nên là con cứ phải giữ như thế này thầy ạ. Thôi. Này, hôm nay đến nhà cụ phải làm cho cụ khóc cơ mà. Thế sao mày cười thì là lạc đề rồi. Nó vẫn cười. Báo cáo thầy là thế này. Dạ thưa thầy, là như thế này. Nhà con có cái truyền thống ấy là rất hay cười. À. Mà ai gặp thì con cũng cứ cười. Thế nhưng mà chỉ một lúc thôi là người đấy phải khóc. Thế à? Dạ vâng. Gặp nhà mày đầu tiên là cười, sau là phải khóc á? Dạ vâng. Ôi giời, mày nói phét. Thì những người mà người ta làm cho người khác khóc là chắc là tình cảm lắm đấy. Dạ nhưng vâng. Mà tao không tin. Mặt mày nó tròn xoe, cũng được đấy, phúc hậu đấy. Lại cười. Thầy ơi. Hả? Các cụ ngày xưa dậy rồi, không ai ôm gối từ tối đến sáng. Hả? Không ai nắm tay từ sáng đến tối. Cho nên cuộc đời là phải trải qua nhiều cảm xúc, từ cười xong đến khóc, xong từ khóc lại cười. Thằng này nó được, nó nói qua trên, qua dưới, có tình, có lý, được đấy. Thầy có tin là con chỉ đếm 1 đến 3 là thầy khóc không? Thầy còn lâu mới khóc rồi. Tao còn lâu mới khóc rồi. Thôi được rồi, để con đếm. À. Cho thầy tin hay không là tùy thầy nhá. Này, 1. À. 3. Thế nào, em thầy khóc chưa ạ? Anh ơi, đúng rồi, thầy khóc rồi. Đấy nhá, rõ ràng là thầy khóc nhá. Ê, em chứng kiến nhá. Em xòe, tay xòe hết cả mắt.
Không không cây bắt. Thầy thấy này, chưa? Thế mày làm cái nào mà thầy khóc được? Dạ thưa thầy, đấy là bí mật gia truyền nhà con ạ. Để hôm nay con bật mí cho thầy biết nhá. Dạ đây ạ. Nhà con là có truyền thống làm dược hành. Người thường chỉ một tép nhỏ là khóc giàn giụa rồi. Nhưng mà thầy con cho cả củ, thì làm sao mà chỉ 1 đến 3 là khóc luôn. Ôi giời ơi. Thảo nào. Nó xông hết cái lên mắt tao này. Cái cây xè hết cả mắt. Thì hóa ra là nhà mày là chuyên muối dưa hành à? Dạ vâng. Dạ thưa thầy, thế thầy khóc rồi thì bây giờ như thế nào ạ? Mặt mũi nó cũng hiền lành phúc hậu đấy con nhỉ. Thôi được rồi, còn như nào, mang hành này về muối dưa làm cỗ cưới. Mày làm sao đây? Mày bị làm sao ấy? Thế sao mày lại đi cái mặt phía trước, cái đít đằng sau là như thế nào? Thế chẳng lẽ đi cái đít đi trước, mặt đi sau à? Ờ nhờ. Tao quên mất. Thằng điên. Đến nơi rồi. Này. Hả? Ê, khoan đã. Cái gì? Mày có chắc là trong nhà không có người không? Chắc. Giờ này ấy, là con Hến nó đang ở bên nhà ông Sò. Nó ở bên nhà ông Sò làm gì đấy? Nấu canh hay làm gì đấy? Sao tao biết được? Trời, nấu canh ăn uống vào giờ này nhỉ? Tao không biết, các cụ già già làng mình hay ăn uống muộn lắm. Mà thôi không quan trọng. Ừ. Tranh thủ không có ai, mình vào. Mình khuân hết đồ rồi đi nhanh, không lộ. Chỉ lấy những thứ có giá trị thôi nhá. Được rồi. Ôi tôi chết, ôi đi vào, vào đi. Này. Hả? Sao mày bảo là con Hến nó sang nhà cụ Lý rồi? Thì ai mà biết hôm nay cụ Lý lại chuyển sang nhà con Hến. Trốn. Hến ơi. Dạ. Người ta nhớ em quá này. Ôi dồi ôi. Mỗi lần gần Hến này, người ngợm chân tay nó lung tung, nó không biết để đâu. Ôi giời Hến này. Thầy Hến ơi. Thế tối nay thầy ở đây nhá. Ừ. Thời tiết đẹp thế này, thầy ở đây thầy quạt cho Hến nhá. Hến ngủ ngon nhá. Thầy này. Thế tối nay thầy đi tay không à? Tay không là thế nào? Đây này. Ý em ấy không phải là cái đấy. Cái đấy thì lúc nào thầy chẳng mang theo. Cái này cái gì? Thầy mang cả bọc luôn. Hôm nay cho Hến hết. Đi vào đây nhé. Kể thử xem. Hến. Ôi giời ơi. Sao hôm nay mình lại khỏe thế? Trước đi. Khiếp quá. Mày đúng không? Mày không biết sao giờ tao ăn cái gì đâu. Tao cũng đã ăn cái gì đâu. Cái mùi hạt mít này chắc chắn là của mày. Mùi hạt mít cũng không phải của tao. Tao ăn tỏi. Thế bây giờ, thế không phải là của tao, không phải là của mày, thế chẳng lẽ là của cụ Lý à? Chứ còn gì nữa. Tao khẳng định với mày, cái này chắc chắn là của cụ Lý. Thằng nào nổ cho tao? Tao ăn biết bao giờ? Ch-
tao cũng ngửi thấy toàn mùi Mỹ thôi. Đấy, ngại. Tao chỉ có ăn sơn hào hải vị thôi. Mùi Mỹ là của thằng nào? Thằng nào hôm nay ăn? Thằng nào đánh xịt? Không phải cụ à? Không phải tao, chắc chắn rồi. Thế cụ ta ơi. Của con hến. Con hến đấy. Hai thằng mày làm gì nữa đây? Đường nào? Đường này. Chạy đi. Trời ơi. Hai thằng kia, đứng lại. Không thở được. Từ từ. Để nghỉ đã. Tại mày ý. Còn mà tại mày ấy, sao đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế mày lại đánh rắm hả? Không phải là rắm của tao. Thế không phải rắm của mày thì rắm của ai? Rắm của mày ý. Từ sáng đến giờ tao đã ăn cái gì đâu. Rắm cái mùi mít chắc chắn là của mày rồi. Tao làm gì có gì mà ăn. Đây không phải là của tao. Có mà của mày ý. Thế không phải là của mày, không phải là của tao, thế là của ai hả? Chắc chắn là chỉ có mày thôi chứ có ai. Con xin cô lạy cô tha cho bọn con ạ. Ôi, chúng mày chạy nhanh thế. Hai thằng khốn nạn này, mày để cụ đuổi theo chúng mày đứt hết cả hơi rồi. Cụ đuổi theo làm gì ạ? Bọn con đã lấy được cái gì đâu ạ? Cái áo của tao đâu? Cái áo nào ạ? Mày trông có ăn mặc thế này cái áo của tao. Cái gì trong của mày đây? Đứng lên xem xem. Cái tay nải của con thôi ạ. Ngu. Đây là cái áo của tao. Chúng mày. Thế cái tay nải của mình đâu? Láo nhé. Cụ ơi, chúng con. Cái tổng này lại có cái kẻ cắp chuyên đi rình mò nhà người khác. Không, cụ ơi, con lạy cụ, con xin cụ ạ, cụ tha cho anh em chúng con ạ. Là chúng con xin lạy cụ ạ, chăm lạy cụ ạ, con xin cụ là từ nay giờ đi, từ giày giờ lại là chúng con không bao giờ dám bén mảng đến nhà cô Hến nữa đâu ạ. Cụ đừng tha cho chúng con ạ, đừng cho chúng con lên quan ạ. Tha là tha thế nào? Lên quan! Ê, cụ ơi, đừng, cụ ơi, con xin cụ, đừng cho chúng con lên quan. Vâng. Nếu cụ muốn thì anh em chúng con sẽ lên quan với cụ ạ. Cái gì? Mày bị điên à? Im mồm đi. Anh em chúng con lên quan cùng lắm là chỉ bị phạt vài hèo thôi. Nhưng mà đêm hôm thế này cụ đến nhà Hến làm gì thế ạ? Tao là Tao tao đi khám điện thổ. Vâng. Anh em chúng con sẽ khai cụ khám điền thổ nhà Hến như thế nào ạ? Vâng, lên mời quang. Cụ lên quan ạ. Từ từ. Mà nhìn hết đấy. Đừng có chê người tao xấu nhá. Bụng nó hơi to. Bọn con cũng chỉ nhìn vừa đủ thôi cụ ạ. Ba thằng phải phui cứ mủ mà đi, thằng này láo cá nhất cái tổng này rồi. Thôi được rồi. Theo ý cụ thế này nhá. Sao ạ? Hòa. Không được. Làm sao mà hòa được? Hòa! Chúng mày đi ăn cắp! Tao bắt được quả tang! Tao không cho chúng mày liên quan! Thế là hòa còn gì nữa? Không được! Chúng con đi ăn cắp! Chúng con cũng có tư cách của người đi ăn cắp! Ấy dạ? Chúng con cảm thấy... Sẵn sàng lên quan! Sẵn sàng lên quan ạ! Vâng ạ! Từ từ! Mẹ tính! Chúng mày! Cũng được rồi! Đây! Này! Lúc ấy thấy quan vẫn còn phong độ... Mày im mồm đấy! Phong độ lắm! Im cái mồm mày đi nhá! Này, giữ kín mồm miệng nhé. Không có là ông tù mọt gông chúng mày đấy. Hôm nay ông phải xuống nước với chúng mày rồi. Đây. Cụ cứ yên tâm. Ôi giời ơi, sao nó tao... Nó nặng rộng? Vừa tay là bọn con cũng dừng mồm ạ. Từ từ. Thì chắc là mỡ. Đây rồi. Ôi giời, tao giấu nó kỹ thế chứ. Giời ơi. Sợ còn hên nó lấy hết. Đây vẫn còn một nửa đấy. Giữ mồm giữ miệng nhé. Dạ cụ yên tâm ạ. Không được, ông đập chết cha chúng mày. Con mời cụ về khám tiếp. Ấy cụ ơi cụ, đường này ạ. À đúng rồi. Ôi trời ơi. Giữ mồm giữ miệng đấy. Tao ngửi xem nào. Ngửi là cái gì? Tao biết ngay mà. Rắn của cụ mày. Mày thấy chưa?
mình không cần phải làm gì cả mà cũng được tiền này. Đấy thôi. Đấy thôi. Chiêng lang chiêng cha. Tốt. Thượng hạ đây không? Tốt. Con gái phu ông. Không chồng mà chửa. Tốt. Tốt nào. Không. Thằng bố. Nà. Ôi. Sao không? Mày vừa giao cái gì? Ông một người. Tai ông có vấn đề. Con vừa nao là nghiêng ngang nghiêng ngang. Thượng hạ tay không? Con cái phu ông. Không chồng mà chửa. Kiếm chữ bố cho mày. Ôi ôi. Mày sao như thế à? Hả? Có xin lỗi ông. Ông thì đang kén rể mà mày lại giao là con ông không chồng mà chửa hả? Ông không biết gì à? Ông không hiểu gì cả. Con nhau như vậy ấy là để nó thốc thì người ta mới để ý đấy chứ. Ôi trời ơi. Sai lầm lớn nhất của đời ông. Mày phá nhà của ông ra hả? Mẹ con lại cho mày một phát đi chứ. Ông ý con là con mỗ này. Là nọng của ông hay. Con nghĩ này, có nghi là ngay vị trí mõ. Có khi con nhà ông, ông làm mõ là nhuẩn nhất. Này, nà. Đời tao mà phải đi làm mõ hả? Ui, ông nói thế nào ấy? Đời ông hay đời con nhá, không quan trọng nhá. Quan trọng là nghề nó tìm người chứ không có người tìm nghề, ông hiểu không? Ôi trời ơi, nhảy đi, niềng hạ, thượng hạ đây đông, nhảy đi nó nghe mà đâu. Ông ơi, ông đừng gọi lại miếng ngon. Thôi, tao không nhìn nhiều lời với nhà mày nhá. Vợ chồng nhà mày giả tiền cho tao. Ông ơi, vợ chồng ngon thì nợ ông tiền bao giờ? Này, vợ chồng mày thì nghĩ lại xem nhá. Mấy năm nay, năm nào cũng như năm nào. Tao đổ không biết bao nhiêu tiền của để cho vợ chồng nhà mày làm mỗi cái việc là gì? Chiêng làng, chiêng trạ, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông đang cần kén rể. Mới rồi. À, thế mày làm thế nào? Úi giời ơi. Việc ở trong làng, trong thôn thì mày làm tốt thế. Mà mỗi cái việc của ông đổ bao nhiêu tiền của thì mày hỏi thử xem bao nhiêu năm nay tao đã kén được thằng rể nào tử tế chưa hả? Úi giời ơi. Chào. Nói thật với ông là thế này. Con cũng nao là tháng như nhiều tối. Thậm chí cả đêm mà rảnh là con cũng nao luôn. Nhưng mà ông ấy, ông ra cái đề khó quá. Khó gì? Úi giời ơi. Rẻ cho nó khó. Úi giời ơi, làm rể của ông. Nhưng mà là phải người. Mà ông thường biết đấy, cả nàng cả tổng này nhá. Thanh niên nào nhá, người nào, nhà nào cũng chịu khó. Con duy nhất là mình ông người thôi. Đúng. Đấy. Cho nên nó khó. Thế thì tao mới kén thằng rể lười. Một cái điều nữa ấy, là lại ông còn mất ở rể. Ở rể chả tốt quá à. Sẵn nông sẵn né nhá. Của cải thì đầy rồi nhá. Ruộng vườn thì đầy rồi nhá. Châu bò thì đầy rồi nhá. Thóc lúa thì đầy bồ này. Thế mày còn muốn cái gì đây, chả sướng quá gì. Nhưng mà mọi người nói là. Nói thế nào? Là thôi ạ. Lại thôi cái thằng này. Thôi ở đây có nghĩa là con thôi nói à. Không có con nói ra thì ông lại đánh vỡ mồm con à. Mày cứ nói hết đi, ông thề không đánh. Nói từ đầu xem nào. Ông nhớ nhá. Chứ con có mỗi cái mồm để kiếm tiền rồi đấy. Nói đi. Người ta bảo là ở để nhà ông ấy thì thà ở với chó hơn. Cái thằng chó đập trong này. Ai rồi. Đấy. Ai là chó thì tự biết nhá. Tao chưa đánh nhá. Đấy ông em như nào chứ người ta thợ ở để nhà ông lắm. Thôi được rồi. Vấn đề này tao sẽ tính lại. Vâng. Nhưng bây giờ việc của mày. Vâng. Mày đi giao khắp cái làng cái tổng này là gì? Chiêng làng chiêng trạ, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông đang cần kén rể. Thằng nào lười nhất làm rể phú ông. Úi giời ơi. Rõ hay, chưa? Hay quá. Con bảo này, ngó nghi nhá. Ông đi nào luôn đi, đỡ phải thuê con. Cái thằng chó này ta lại đập cho mày một phát. Nhỏ. Tao vẫn chưa đập nhá. Thế con đi không nhá? Nhanh ấy. Rồi. Tốt. 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 Ôi trời. Thằng mô. Tiên sư mày giao thế à hả?
mày giao lại cho tao thằng mõ kia. Trời ơi, tiên sư nhà mày. Thầy con có giao thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thế thôi. Ơ, sao lại có thế thôi hả con? Tại vì cả cái làng cái tổng này ai cũng biết thầy là... Là gì? Là phú ông chứ là cái gì? Người ta bảo ở rể nhà thầy thả ở với chó còn hơn ý. Cái con chó... Cái bọn này mất dạy thế nhỉ? Hóa ra là thằng mõ nó nói đúng à? Thôi được rồi. Con gái. Dạ. Con cứ yên tâm nhá. Năm nay không được thì năm sau. Năm sau không được thì năm sau nữa. Kiểu gì rồi thì cá nó cũng cắn câu, mà cọc nó sẽ phải tìm trâu bằng được. Con hiểu không? Kiểu gì thầy cũng tìm được một con chó về ở với thầy. Ông ơi, ngon thôi. Đấy chưa? Có ngay. Chó bắt đầu đến chuồng rồi đây này. Này, con đi vào trong nhà nhá. Lá ngọc cành vàng này phải vào trong nhà, chứ để cái bọn này nó dòm ngó, nhỡ đâu không kén được rể, nó ngắm nó nhìn thì nó phí đi nhá. Vào trong, con vào nhá. Nhanh. Ông ơi. Thằng này đấy, mấy năm rồi, không nắm không nửa thì lười đến mức nhá là không nắm, không nửa. Ôi trời ơi, tốt quá. Người nó ghẻ hết rồi, mắt nó nèm nèm nèm, ông nhìn thấy chưa? Ôi trời, mũi trời ơi, ấy. Nhưng mà này, dạ. Nó ghẻ hết người, sao tao không thấy nó gãi nhỉ? Đấy, không thấy nữa. Đính vì nó lười, cho nên nó không phải gãi, chứ nó ngứa lắm. Ông nhìn thấy, không thấy nữa, đấy. Ôi trời ơi. Không được. Sao không được? Không được. Sao lại không được? Lười thì tốt rồi. Thế nhưng mà nó bẩn quá. Trời ơi, hôi thối thế này thì ở đến chó nó còn chả ở được cái gì nè. Đuổi nó về, về. Thế là cũng không ở được à? Không được. Thế đuổi nó về nhá. Về. Úi giời ơi. Thối quá. Đi, lại. Thế này con đi nào tiếp không nhá? Vâng. Giao to lên nhá. Vẫn ôm lòng mà nhửa nhá. Thằng con to mà một phát bây giờ thì khốn nạn này này. Ông ơi. Gì đây? Ôi, này, Quý. Đâu? Tìm được rồi. Đâu? Nó đang vào. Này. Láo. Hỗn đi. Chào ông đi. Chào ông. Ơ, cái thằng này. Mày đến đây mày chào ông. Mày lại chống mông vào mặt tao là thế nào hả? Úi giời ơi. Mùa. Ô hay. Ngay. Cái thằng này, mày đã biết thể lệ đến đây chưa? Hả? Ừ thế, người ta đứng đây để chào. Nếu như ông không đồng ý, thì tôi cứ tiến thẳng vào về, đỡ phải quay đầu, mất thời gian. Ông thấy nó lười nhá. Được, tốt. Thằng này ấy, về cái độ lười ấy là ông chấm. Chấm, vâng. Thế nhưng mà, về phần cái nết, láo quá. Hỗn. Đuổi ạ. Úi giời ơi, ông ơi. Thằng này mà ông còn không chấp nhận ấy thì con nhịu. Vợ chồng con nhả ông liền. Úi giời ơi, nó lười đến mức mà nhá, nó còn không quay đầu, một phát là đi luôn. Thôi ông ạ, lấy nạm nó đi. Lấy nạm nó đi ông ạ. Không. Không lấy à? Không tạm được. Dạ. Chuyện trăm năm hạnh phúc của con sao mà chỉ tạm được. Về. Mất việc. Úi giời. Úi giời ơi, con nhịu ông luôn đấy. Cái thằng ní mà ông còn đuổi đi thì thôi. Chả thằng nào lười hơn thằng người đâu. Hỗn thế. Phú ông. Chào Phú ông. Thế này, thế cái thằng xéo nhà tôi, Phú ông nhận nó làm con rể rồi phải không? Xéo nào nhỉ? Xéo nào ạ? Ông cũng đến kén rể à? Không, tôi bảo là cái thằng xéo nhà tôi, thằng con tôi ấy. Xéo à? Từ sáng giờ có thấy thằng nào đâu. Sao lạ thế nhỉ? Tôi nó phải dậy sớm, lo tất cả đầy đủ thủ tục cho nó, để nó đến đây. Mà không thấy nó đâu. Xéo ơi! Thằng xéo đâu rồi? Xéo ơi! Xéo! Xéo ơi! Xéo ơi! Xéo ơi! Xéo!
Xéo ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời, tại sao con lại ngồi ở đây? Con là đứa con cầu tự của bố. Quý hiếm. Này, con đi kén rể, con sắp sửa làm con rể người ta rồi nhá. Con phải ngồi vào ghế hoặc cần thiết ngồi hẳn lên bàn cho bố. Nhá. Giới thiệu với phu ông đây, con tôi đây ạ. Ông bảo là thằng này đi kén rể đấy hả? Đúng rồi. Ôi trời. Thằng này trẻ con này vắt mũi chưa sạch ấy, thì kén với ông với rể cái gì? Biết gì mà làm rể hả? Chứ ông mang nó về đi. Cái gì? Tôi còn kén rể. Trẻ con á? Chứ còn gì nữa? Nó sắp chỉ tuổi ông đấy. Cái gì? Trẻ con là trẻ con nào? Ông bảo thằng này sắp xỉ tuổi tôi hả? Đúng rồi, chính vì nó lười ăn, lười lớn, lười làm, lười nghĩ. Chính đấy, bây giờ tôi gần bằng tuổi ông mà tôi nuôi mãi mà ông chỉ có được con rúm này. Ôi dồi. Khá quá nhờ. Đúng như ông chưa? Này, lười làm, lười ăn, lười nghĩ, lười đi. Đúng rồi. Ôi dồi. Này ông ơi, của nả nhà ông ở đây là có bao nhiêu là còn nguyên bấy nhiêu. Và đặc biệt tất cả những cái đồ mà ông cướp của dân ấy, yên tâm là cái thằng ấy lười nói lắm chứ ông không bị lộ. Ôi trời ơi, đáng đồng tiền bắt gạo, đáng công chờ đợi bao nhiêu năm nay, rể quý ấy chứ còn đâu nữa. Liêu ơi, Liêu Liêu nè. Nước 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 này quý, nước này quý, nước này quý. Vâng con, con quý. Ê, vợ, vợ con bé. Ôi trời ơi. Con đứng lên. Quý trời ơi. Gương đẹp đôi quá. Ông. Ừ. Cái gì? Ông nhìn cái quần này thấy thế nào? Cái gì thế này? Không? Này, tôi cứ thấy thế này mà gái thị thành họ mặc được ông ạ. Này, cứ tênh huênh toang hoang ở dưới thế nào ấy. Tôi lại bà. Bà cứ thay cái váy đụp vào cho tôi nhờ. Từ khi tôi lấy bà về đến giờ vẫn cứ cái váy đụp. Bây giờ lại a rua a tổng theo gái thị thành. Thế còn mặc quần của ông. Nhưng mà tôi thấy nó cũng lạ lạ ông ạ. Tôi thử xỏ vào xem nó thế nào. Tôi sang nhà bà Tèo khoe cho bà biết rằng là này, tôi mặc đồ thị thành cũng đẹp đấy. Này, nhà mình có đang nợ. Bà lấy tiền đâu mà mua quần hả? Thì nợ giả lần trước rồi còn gì nữa. Tiền đâu? Đừng nói với tôi là đi rút trộm của nhà nào nhá. Nói cho sạch sẽ cho thơm. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Tôi dù có chết tôi cũng không lấy của nhà người khác nhá. Được. Cái quần này là hôm ông có nhớ không? Con dâu nhà mình nó về nó ăn, nó để quên. Thế bây giờ nó ở trên phố, tôi mặc thử thì có làm sao? Thì con dâu nó ở trên thị thành, nó mặc thì được. Bà mặc như thế nó cứ thôi. Trông như con dở ấy. Ông không thích xem thì thôi. Để tôi đi sang nhà bà Tèo nhá. Ông bỏ cái kiểu đi. Cứ thấy vợ có cái gì mới mới là dìm. Này, chỗ nào đông thì đừng có mà đi qua đấy, rồi người ta cười rồi. Rõ rờ. Bà ăn đấy à? Ừ. Ôi giời ơi, mời bà ngồi xuống đây. Này, ăn quả khế nhá, quả khế nhà tôi, khế chín cây này, ngọt lắm bà. Thôi, kệ tôi. Ôi giời ơi, mời bà ngắm sao. Quả khế ngon ghê lắm. Bà ngồi đi, ngồi đi. Dạ tôi mà. Ôi làm sao mà cứ phải đứng. Ôi giời, bà làm sao đấy? Muỗi mà. Ôi giời ơi, có mọi khi ở đây gió như thế này làm gì có muỗi đâu. Để đây, thế mà chắc là cái vòi con muỗi nó cứng lắm. Thế mà nó xuyên được cái vải dày. Quần của tôi mới nó dày như thế này mà con muỗi nó xuyên được thì cũng giỏi nhỉ. À, tôi biết rồi, tôi nhìn thấy rồi. Hôm nay bà thấy mặc áo mới đúng không? À, rồi, đúng rồi, chính xác rồi, quần mới đúng không? Trời ơi, còn dâu mùa đấy. Ôi trời ơi,
con dâu mua cho á. Ừ. Ôi sao mà lại sướng thế nhờ, là con dâu mua cho nó cái quần đấy rồi. Ôi à, tôi á ăn ở có phúc cho nên là thật đấy bà, có phúc lắm đấy mà con dâu mua cho mẹ chồng cái quần. Ôi nó thảo lắm bà. Thế à? Nó bảo là bu phải mặc cái này trông cho nó giống gái thị thành. À thế à? Đấy rồi là nó bảo tôi là hôm nào vợ chồng nó đón tôi lên trên phố cho ăn mặc rồi nước non ở đấy tắm rửa làm sao da cứ mướt mượt mượt đi thì mới được về. Ôi trời ơi quý hóa nó, quá nó cứ giữ tôi cứ miết miệt miệt ở đấy. Trời ơi bà sướng thật đấy, có cô con dâu. Ôi trời ơi quần cả cái làng này làm gì có người nào có đứa con hiếu thảo. Đúng rồi, làm gì có đứa thứ hai. Mua quần cho bu cho tiền cho thầy. Hiếu thảo lắm. Tôi thách cả làng nhà này ấy, có đứa nào hơn con nhà tôi đấy. Chả có đâu. Lên chẳng ai có đâu một đứa con dâu như thế. Trông cái quần này thế nào? Ôi giời ơi. Hả? Sao đây? Ôi, tự nhiên tôi đau quặn hết cả ruột rồi. Thế à? Đau quá. Thế này cho tôi hỏi này. Ôi, thế bà ớt bà ớt đây. Bà làm ơn trông cho tôi quán một phút thôi. Tôi ra ruộng ngô. Nhưng mà tôi hỏi này. Này, cái quần này mà nó như thế nào? Khổ quá, đi ruộng ngô đã rồi về giả lời, đang đau ruột, đánh ui giời ơi. Ui giời ơi. Chán thật đấy. Ui giời đau quá. Có mỗi một chuyện hỏi là khen cái quần này như thế nào mà không giả lời. Suốt ngày cứ ơi giời ơi, ôi giời ơi. Chán thật đấy. Ui giời ơi. Chú Mùi đấy à? Bác à? Bà Mão đâu mà bác để ngồi đây? Ôi giời ơi, từ lúc tôi mặc cái quần mới này đến giờ, bà Mão bà ấy bị đau bụng, ra ruộng ngô đằng kia kìa, chưa thấy về. Đi câu, nước ngập cá no, chả câu được con chó đâu bác ạ. Ôi giời ơi, đi câu chó à? Này, không cẩn thận rồi cả dân làng họ kéo ra họ đập cho vỡ mặt đấy nhá. Không, ý em nói là không câu được con nào. Thế hả? Sao đây bác? Bác bị kiến cắn à? Kiến. Kiến thì bác giữ nó ra. Ôi trời. Từ lúc mặc cái quần mới này nó dày thế mà kiến nó cũng chui vào đây lạ nhỉ. Giúp hộ cái. Thế để chỗ nào? Đây. Đây đây nhá. Đây này. Đấy. Ôi trời ơi. Bệnh thiên bệnh nhật nhá. 2 năm rõ 10. Hả? Hà gian phu sư phụ. Bác đừng hiểu nhầm. Này, ông làm cái gì ở quán nhà tôi thế? Hả? Làm cái gì ở quán nhà tôi đây? Tôi mắt tôi chứng kiến rành rành. Chứng kiến cái gì? Bác đừng hiểu nhầm. Hiểu nhầm là thế nào? Bác ấy bị kiến đốt em bắt hộ con kiến thế mà. Kiến nó không lên mặt mày. Không, từ lúc con dâu nhà tôi mua tặng tôi cái quần mới. Đấy. Là kiến nó cứ đốt tôi thôi. Tôi nhờ bác này, tôi đã bảo bà cứ khách váy đụp như thế này cho tôi nhờ. Ôi trời ơi. Này nhá. Mày đừng tưởng tao già nhá. Dám đấy ông cũng cho mày một cái song phi. Ôi thôi khổ. Mà song phi tôi song phi lại đấy. Này, tôi không làm gì đâu đấy. Này. Mày thấy không? Thôi. Đây là cửa hàng nhà tôi nha, các ông đừng có làm loạn lên ở đây. Tôi chỉ bắt hộ con kiến. Dựng ghế lên cho tôi đi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Mày. Thôi. Hả? Rách quần rồi. Ôi giời. Thế là rách mất cái quần con dâu tặng rồi. Bà thấy chưa? Ban ngày ban mặt cái thằng này nó xé quần của vợ tôi ở đây. Cái nỗi nhục này tôi không thể chịu được. Mày nhá, mày nhá. Ôi giời ơi, thầy U. Thầy U. Ôi giời ơi, con về nhà chả thấy thầy U đâu, hóa ra ở đây à? Ừ đây con. Thế có chuyện gì đấy ạ? Này, lần sau ấy cứ bảo vợ ấy, vợ cậu ấy có mua cho mẹ chồng cái quần cái áo gì ấy, thì phải mua cái loại nó bền bền một tí nhá. Mua cái loại vớ loại vẩn chưa mặc cái đã rách rồi. Cái quần này là của... À đúng rồi, cái quần này là không phải của vợ cháu. Ừ đấy. Mà là của mẹ vợ cháu. Khổ quá, hôm vừa rồi vợ chồng con sang chơi. Vợ con nó lại cầm nhầm quần của mẹ vợ. Thế xong lại để quên ở nhà mình. Đấy, chứ hôm nay là mẹ vợ con bắt con chạy về đây để lấy quần cho bà đấy. Rách rồi. Ô thế à? Rách rồi. Ôi trời ơi. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Hoàn cảnh nhà mình có sao thì dùng vậy. Nồi méo thì úp vung méo thôi. Lại còn dĩ hào.
Hồng hồng tuyết tuyết mây ngày nào chưa biết cái chi chi. 15 năm thấm thoát qua xa gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ hiệu. Ông ơi, mày thấy tao đẩy hạt có giống là cá thù không? Có. Ông có giống cô đầu hát không? Ông, ông hát bé rồi, không về đến nhà rồi. Bà nghe thấy bà lại hỏi đấy. Mày, hay biết xét, đi ra. Ôi, thế tao là chủ hay mày là chủ? Dạ, ông là chủ ạ. Tao là chủ thì mày phải dẫn tao đi chứ, mày đi ngang nhiên mày đi trước chất trước mà tao là gì thế nào? Mày say rồi đấy. Ông cứ đổ oan cho con. Con có được ngụm rượu nó đâu mà ông bảo con say. Con mà con đói. Này, ông dặn mày nhớ kỹ chưa? Cấm bếp xếp cái mồm mày nhá. Tất cả những cái việc ông làm mày phải tuyệt đối im lặng, không nói gì hết. Hiểu chưa? Vâng. Thôi đi về. Nhưng ông ơi, hả? Ông dặn con cái gì ạ? Dặn cái đầu mày ấy. Cụ sang nhà con hến cụ uống rượu. Vâng. Uống rượu xong thì cụ đây là việc của cụ. Tắc tục, hiểu chưa? Dạ. Cấm tiệc mày không được nói gì nhá. Nhá, nghe chưa? Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Nhớ đi về. Ôi, nhưng mà ông ơi, hả? Con tưởng ông dặn cái chuyện gì mới. Ông ơi, thì cái câu đấy, lần nào sang nhà cô Huế ông chả dặn con, nhất là cái đoạn tục tá. Ôi trời ơi. Là đàn ông ai chả thích cái đấy. Tiền nhiều làm gì? Này, ông dặn lại nó kỹ hơn đấy nhá. Dạ. Bà có kề dao vào cổ thì tuyệt đối mày cũng không được nói gì nhá. Ông yên tâm, bà có gì kề dao hay kề cái gì thì con cũng không bao giờ con khai chuyện ông sang nhà cô Hến uống rượu. Đấy ra. Dạ vâng. Từ, mày cầm cái này mày lôi ông đi. Đi. Ông ơi, mình về ông nhé. Say thế này thì tục tạc có mà tục vào mắt. Dạ vâng. Ôi, ông ơi, cẩn thận lần đầu. Rồi. Chào bà. Háo nước quá. À, đã về rồi đấy hả? Gớm, trông có kinh không kìa. Tấp ta, tấp tỉnh, mồ hôi, mồ kê, nhễ nhại như thế này à? Hả? Người khô giáo mà. Ôi trời ơi, người toán mùi rượu thôi. Hả? Toán mùi hồng xiêm nấu. Rượu đâu mà rượu có uống đâu. Không rượu à? Hả? Úi giời ơi kìa. Không rượu mà đi đứng kiểu tấp tá tấp tỉnh thế này hả? Bà ơi, đến nhà xã thôn đông uống nửa ly mà uống cái rượu uống nhiều đâu. Tội uống rượu thì úp mặt vào cột cho tôi nhờ. Đứng dậy. Nhớ rồi. Úp mặt vào cột. Thế nửa ly cũng úp à? Nửa ly cũng úp. Thôi thì úp đi cho. Úp không thì bảo. Có úp luôn mà. Úp mặt vào cột. Đây úp rồi. Đây nói cho mà biết nhá. Nó buồn rồi. Đứng im. Đây im đây. Ôi thì buồn quá. Nào. Với bao nhiêu năm sống với nhau rồi tôi nói với bà tôi cứ máu buồn nó chịu sao được. Để im. Được không? Đây. Đi khám điện thổ về. Tiền đâu? Đây. Đây. Tiền đấy. Ôi trời ơi. Tiền đâu? Xem lại xem có khi cái túi nó thủng. Chả thủng tí nào cả. Đi khám điện thổ, đi thu thuế về mà không còn một xu trong túi là thế nào? Hả? Có khi nó thủng nó rơi hết rồi, có biết thủng đâu. Thủng là thế nào?
gọi ngay thằng nô ra đây. Nô 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 nô. Nô ơi. Dạ 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 dạ. Ra đi bà Bảo. Bà gọi con ạ. Mày đừng úp mặt vào cột cùng ông. Mày đừng sừng sững thế à? Dạ bẩm bà, con có làm gì nên tội đâu mà bà bắt con úp mặt vào cột à? À, tao nói cho thằng kia mày biết nhá. Dạ. Mày đi khám điện thổ cùng với ông. Dạ. Mà hai ông con mày đi về không còn một đồng trong túi. Tao hỏi mày tiền đâu? Tiền đâu rồi? Dạ, dạ bẩm bà, tiền thì ông thu, xong ông dắt vào cặp quần. Con chỉ đi theo hầu ông, quạt cho ông. Chứ làm sao con biết tiền ông để đi đâu ạ? Mày, tao không thể tin được cái mồm mày. Trong mồm mày nó gian lắm nhá. Dạ. Mồm mày cũng toàn mùi rượu thôi. Dạ con bẩm bà là con có được giọt nào đâu ạ. Con chỉ đứng đằng sau ông con quạt thôi. Có mà mùi rượu của ông nó phả vào mặt con đấy chứ ạ. À, phả vào mặt mày à? Hả? À, mày đừng có bà điêu nhá. Bây giờ tao nói cho mày biết nhá. Chỉ có mày với ông cùng say rượu cho nên cái số tiền này nó không cánh mà bay. Một là như thế, hai là mày ăn cắp. Dạ con xin bà đừng nghĩ oan cho con ạ. Con làm sao mà dám cả gan lấy tiền của ông bà ạ. Dạ thưa bà là con thề độc rằng từ lúc con nhìn thấy ông nhận tiền rồi ông đến cửa nhà cô Hến là con không thấy ông tiêu tiền ạ. Há mồm ra. À bà hiểu rồi nhá. Đồng tiền nó không đi thẳng về nhà bà mà nó rẽ ngay về nhà con Hến. Cha tiên sư bố, nhà đứa nào lấy gà của nhà bà thì chúng mày lòi cái mặt ra đây để nghe bà mày chửi đây. Bà mà biết đứa nào lấy gà của nhà bà nhá thì bà ném chúng mày xuống ao cho gá nó rỉa, xong rồi bà lôi lên bờ cho chó nó ỉa vào mặt nghe chưa hả? Lúc mất dây Minh chúng ơi mày... Cái gì chúng Minh mày ơi. Cái gì? Có chuyện gì mà mình vui thế? Vui cái gì mà vui, vui thích vui không mà vui. Tôi đang phải chửi vào mặt chúng nó nhá, để họ hàng hang hốc nhà nó, ông bà cố nội của chúng nó có nằm ở dưới mồ rồi còn phải đào mồ lên mà chết nhục luôn nhá. Điên quá không thể chịu được. Có chuyện gì mà tự dưng mình nó ra đây kêu la chu chéo ầm ĩ hết cả lên? Mất gà rồi. Ba ngày hôm nay hôm nào cũng mất gà rồi. Tôi rình hôm nay tôi cho con gà nó ăn, tôi chỉ mới vào trong bếp tôi bắc cái nồi cơm lên thôi mà quăng một cái chúng nó mất gà rồi. Điên thế cơ chứ lại, chửi từ nãy giờ không đứa nào thấy nhục mặt à? Hả? Mà nó chửi từ sáng đến giờ, thế có ai mang gà sang đây giả mình chưa? Chưa. Thế thì mợ nó chửi tiếp đi nhá. Được rồi, đã thế nhá. Ba mày chửi tiếp cho chúng mày nghe nhá. Chúng mày banh cái lỗ nhí, chúng mày banh cái lỗ tai. Này, nhà mình mất gà chứ không phải là có chuyện hỷ sự đâu mà thích cợt nhà mà thích vui đùa như thế nhá. Vấn đề không phải là cợt nhà. Thế là cái gì? Vấn đề nó là con gà mất thì nó cũng mất rồi. À. Bây giờ mình chửi người ta từ sáng đến giờ có ai mang gà trả cho mình đâu. Cũng có giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Nói thì hay lắm. Tôi nói cho mình biết nhá. Ba ngày hôm nay nó bắt mất ba con gà mái nhà mình rồi. Còn duy nhất một con gà mái hôm nay nó cũng mang đi nốt nhá. Nhà chỉ còn toàn gà trống thôi nhá. Hôm nay mà không tìm được con gà mái đấy về thì từ ngày mai không có trứng mà ăn đâu. Tôi nói cho mình biết là như thế nhá. Này. Ôi ơi, mất gà chứ không phải nhà có tang đâu mà khóc lóc thảm thiết như thế hả? Nhưng mà tôi thương. Thương cái gì? Tôi thương mấy chú gà trống. Ôi trời ơi, là rồi thôi. Mất gà mái mà lên thương gà trống là thế nào? Ôi trời ơi, sao trần đời tôi lấy được cái thằng chồng nó ngu ngu thế là ngu chứ lì. Mất gà mái thì chả thương gà trống à? Sao lại thương gà trống? Gà mái mất đi rồi thì gà trống biết đạp ai. Bây giờ nhá, mình vào từng nhà, từng hang, từng hốc, từng ngõ, từng ngách nhà chúng nó xem con gà nhà mình đang ở nhà nào thì tôi sang tôi xới mả tổ nhà chúng nó lên. Được. Được chưa? Yên tâm. Đi đi. Ui ôi. Mình cầm một tô cái cuốc. Không tìm được tung tích con gà thì đừng có mà vác mặt về nhà.
đó. Mơ à? Gà đâu? Gà, gà đây, gà đây. Đấy, gà đâu? Mơ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, ra đây ngồi. Rồi tôi kể chuyện con gà cho. Bình tĩnh, không việc gì phải chu chéo lên cả. Để cho con trong nhà, cho con nó ngu. Ngu cái gì? Cho con ngu. Ngu cái gì? Ngu. Ngu cái gì mà ngu? Khổ quá, không phải là ngu mà là cho con ngu. Chứ nói tóm lại là gà đâu? Gà đây, để tôi kể chuyện về con gà. Ở gốc đa ngoài đầu làng nhà mình, con gái của lão còi ngồi nói chuyện với bọn trẻ con. Nó khoe là nhà nó mấy hôm nay ngày nào cũng được ăn thịt gà. Ngày nào cũng ăn thịt gà? Ừ. Ngày nào cũng ăn thịt gà mà vừa sinh mấy ngày hôm nay nhà mình mất gà. Nhà nó thì nghèo rớt mùng tơi ra như thế, lấy đâu ra tiền mà mua gà mấy ngày hôm nay? Đúng. Chỉ có thể là nhà lão Tèo. Để đấy, tôi sang tôi đào cả mà tổ cho nó lên. Con ngồi xuống đã. Mở nó bình tĩnh. Bình tĩnh đã. Đấy là thông tin mình mới nghe thôi, chứ mình có biết là nhà lão còi ăn gà của ai đâu. Nhớ đâu gà người ta mang biếu thì sao? Nó thì phải biết nghĩ chứ. Hả? Nhà lão còi chứ không phải là nhà quan, nhà cậu mà nhà chúng nó mang biếu gà nhà lão còi. Chỉ có thể là nó ăn trộm gà nhà mình thôi. Bây giờ đi sang nhà lão còi. Đi. Được. Này, bà biết đứa nào ăn gà của nhà bà rồi nhá. Thế đây là khôn hồn ý, nôn gà của nhà bà mày ra đây. Nếu không á, bà chửi cả họ, cả hàng, cả hang, cả hốc nhà mày nhá. Nhà mày ăn gà của bà ấy thì lông lá tóc tai nhà mày rụng sạch. Bà gom thành chổi, bà quét hô xí, nghe rõ chưa? Bà nói cho chúng mày biết nhá, chẳng qua bà là người rộng lượng từ bi, nên là chúng mày khôn hồn nôn con gà của bà ra đây. Nếu không thì bà rủa cả họ nhà chúng mày. Đêm ngủ mơ thấy ma mà ngày ngủ mơ thấy quỷ, chúng nó móc mắt mày ra, nghe rõ chưa? Này, cả họ nhà chúng mày bị điếc hay sao ấy, mà từ hôm qua đến giờ bà chửi không đứa nào banh cái lỗ tai. Thôi, mình ơi! Không chửi nhà bác ấy nữa. Không chửi cái gì mà chửi. Tôi phải chửi cho khi nào nôn ra con gà thì thôi nhá. Để thôi, đấy. Thôi, con mình vừa là cứu cái kia. Cứu cái gì? Nó đang ở nhà cứu cái gì? Để đấy. Con mình đi chơi đuối nước ở kia. May mà nhờ bác coi, bác ấy cứu con nhà mình kia. Sao lại cứu con nhà mình là sao? Thôi, bây giờ đi về xem con nó thế nào. Ôi, đi nhưng thôi. Nhưng mà, ôi kìa. Ôi con ơi. Nói đi. Nói gì? Nói gì thì nói. Bình thường mơ vẫn nói, hôm nay bảo tôi nói, biết nói gì? Chả là cái tích sự gì. Bác còi ơi. Bác còi ơi. Em chào bác ạ. Chào bác. Cô chú là... Dạ, ôi bác, vợ chồng Mùi nhà em ở ngay hàng xóm nhà bác đây. Tôi nhận ra rồi. Dạ. Sang đây có việc gì? Dạ, thật ra là hôm nay bọn em muốn đến đây cảm ơn bác. Hả? Vâng. Tôi có làm ơn cho ai cái gì đâu. Bác ấy cứ khiêm tốn quá. Hôm trước nếu không nhờ bác cứu thằng con trai em thì giờ này không biết trông nó như thế nào rồi ạ. Dạ. Cái thằng rơi xuống cống đầm đấy á? Dạ vâng ạ, là thằng nhà em đấy ạ. Thằng cu còi nhà cô chú à? Dạ vâng ạ. Ồ, dạo này nó lớn quá tôi không nhận ra. Dạ. Nhưng mà có gì đâu phải cảm ơn. Ai trong hoàn cảnh đấy cũng vậy thôi. Ôi. Ừ, thấy trẻ con nó rơi xuống thì mình phải băng mình xuống cứu nó lên. Nên lần sau trông con cho nó cẩn thận. Dạ vâng. Thì tôi tuổi cao rồi. Sau hôm đấy về thì nó cũng có cảm xúc một chút. Dạ, nhưng mà sẽ qua thôi. Không phải ơn huệ gì. Ôi, đâu. Thôi bác. Cô chú về đi, tôi không nhận đâu. Thôi bác làm thế nhà em ngại lắm ạ. Không, tôi không nhận. Thôi bác ơi, thú thật là chả giấu gì bác. Hôm nay nhà em có con gà với nải chuối. Hả? Muốn mang sang để cúng bác ạ. Dạ.
cổ chú. À không, 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 không. Ý của em là muốn mang sang để cho bác bồi bổ sức khỏe hả? Sức khỏe tôi ấy, còn hoành tráng lắm. Vâng. Thế thì thế này, thôi tôi cũng nhận. Nhưng mà để đến khi nào tôi quỳ tiền về mà các cụ thì tôi nhận. Chứ con gà này chuối ghê chết đi được. Thôi bác, bác đừng có treo bọn em như vậy ạ. Bác cứ nhận cho nhà em vui. Chuối thì nhà em thấy bác cái gì? Chuối thì nhà em thấy bác đầy vườn rồi. Thế nhưng mà gà thì bác cứ nấu bát cháo, bác ăn cho cháu nó cũng ăn nữa. Tôi không khách khí gì đâu. Chuối thì tôi xin, nhưng mà gà là cương quyết là tôi không nhận. Sao vậy bác? Nhà tôi bữa nào cũng ăn cơm gà, sáng cơm gà, tối cơm gà, cho nên là tôi không nhận. À, nhà bác ngày nào cũng ăn cơm gà. À, vâng. À, tiện thì cũng mời cô chú ở lại xơi cơm gà với nhà tôi. Dạ vâng ạ. À, Thắm ơi. Dạ. Có cơm chưa con? Rồi ạ. Ừ, bê lên đây con. Vâng ạ. Con chào cô, con chào chú ạ. Con gái bác ạ. Này, thế nhà mình ngày nào cũng ăn gà con? Dạ vâng ạ. Gà nhà con bữa nào cũng ăn, gắp một miếng gà, chấm một tí muối và một miếng cơm. Thế là cơm gà ạ. Con để cơm trên đây. Ô, thế là hai bố con ăn gà đất đấy ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì bác bỏ qua lỗi cho nhà em ạ.